Ban Thường vụ Thị ủy Kiến Tường có buổi làm việc với Đảng ủy xã Bình Hiệp về tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thời gian qua, các cấp chính quyền xã Bình Hiệp đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng dân cư về nội dung, cơ chế chính sách, tiêu chí nông thôn mới và xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Hiện xã đạt 13 trên 19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Đại diện Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã cũng đã trình bày cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện từng tiêu chí chưa đạt và xác định rõ thời gian thực hiện. Đồng thời đề xuất với Thị ủy, Ủy ban Nhân dân thị xã Kiến Tường quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ thêm nguồn lực, kinh phí để xây dựng cơ sở hạ tầng, hoàn thành các tiêu chí về giao thông và giáo dục.